Bí kíp để có dư giả tiền hơn mỗi ngày. Phương đã ứng dụng bí kíp này để giúp cho Phương từ một cái người có một túi tiền trống rỗng trở nên dư giả và thịnh vượng về tài chính. Bí kíp nằm ở đây. Phương đã ứng dụng cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Đây là cuốn sách học về tiền, hiểu về tiền, cách quản lý tiền hiệu quả nhất mọi thời đại mà được những người thành công trên thế giới họ đã khuyên gối đầu giường. Và trong vòng gần 3 năm qua, khi Phương được một người thầy của Phương rất là thành công về tài chính, anh ấy đã phân tích cho Phương và hướng dẫn Phương ứng dụng cuốn sách này. Trong cuốn sách này thì đây chỉ là lý thuyết, những câu chuyện chia sẻ về cái cách mà những người giàu có họ đã học cách làm ra tiền thế nào và giữ tiền thế nào và đồng thời họ nhân tiền như thế nào, rất là hiệu quả. Và chính xác, trong quá trình mà Phương phát triển, Phương kinh doanh và Phương cũng ứng dụng chi tiết bí kíp trong những cuốn sách này để giúp cho Phương có một dòng tiền dồi dào và gia tăng tài sản trong một cái thời gian rất là ngắn để giúp cho Phương có một cuộc sống thịnh vượng về tài chính. Nếu anh chị nào cảm thấy mình làm ra rất là nhiều, bao nhiêu lâu mình làm quá trời làm, mình cũng đổi nhiều công việc để mà gia tăng thu nhập, mình cũng chuyển đổi từ công việc làm thuê sang công việc kinh doanh nhưng mình mãi không tự do về tài chính vì mình đã không biết cách quản lý tiền cũng như không biết cách để làm sao mà giữ được cái số tiền mình làm ra. Chính vì vậy, các anh chị hãy áp dụng những bí kíp trong cuốn sách này và Phương cũng đã phân tích cuốn sách này và biến nó thành một cái trọn cái bộ bí kíp để giúp cho bất kỳ anh chị nào mà đang bị chưa dương tài chính hay bị rỗng túi hoàn toàn có thể chuyển mình sang và tự do về tài chính trong một thời gian rất là ngắn. Và đây là kinh nghiệm cá nhân của Phương. Trong cuốn sách, Phương cũng chỉ dẫn cho các anh chị những cái cách mà chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn trong quá trình mà các anh chị thu hút tiền, cũng như là các anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy được dấu hiệu của những cái cơ may, những cái vận may đến với mình trong đời như thế nào thì đều được hướng dẫn. Và Phương đã gói gọn nó thông qua một cái bộ video và Phương có thể gửi tặng cái bộ video này hoàn toàn miễn phí dành cho anh chị nào mà chúng ta đang có mong muốn thay đổi về khía cạnh tài chính của mình. Hãy comment tôi muốn ở bên dưới video, Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị hoàn toàn miễn phí. Và nếu anh chị nào mà chúng ta mong muốn có một môi trường để chúng ta có một cái thói quen rèn giũa mình trong cái việc huấn luyện cho mình có những thói quen tốt về tiền, học cách làm sao để mình làm ra dòng tiền và mình giữ được nó, cũng như mình biết cách hiểu về cái năng lượng của tiền, biết cách vận hành và làm chủ đồng tiền của mình trong cuộc sống, thì các anh chị hãy comment, hãy tham gia vào nhóm rèn luyện cùng Phương để hằng ngày Phương và các anh chị sẽ cùng nhau thực hành những thói quen về tiền. Và Phương tin chắc rằng điều này đã diễn ra với rất nhiều anh chị Phương đã hỗ trợ và giúp đỡ. Chính vì vậy, nếu anh chị nào cảm thấy mình đang rất là khao khát thì hãy tham gia vào nhóm rèn luyện cũng như comment tôi muốn bên dưới. Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị hoàn toàn miễn phí bộ video mà đã giúp cho Phương chuyển hóa cuộc sống về tài chính của mình. Chúc cho tất cả các anh chị thành công nhé!